Nhau đi truyền cái lồ. Ở cái đấy này. Dừ con đánh đúng không? Dừ với anh Hoài. Rảnh lắm. Tao đứng đây tiếp tục quay nhiều đúng không? Ở cái đỉnh không? Ôi trời. Trời ơi. Kiển kiều sáng sơn người ta phong cách này. Mà cái đi là phải có này. Đưa vô đến nhận vô. Mà hồng phong cách mà. Một cái đội như vậy là trận đấu thứ nhất với đội tuyển nào chia bốn và chia làm hai bắt đầu hai nha. Như vậy là chúng tôi thấy các cầu thủ của đội tuyển chia làm bốn ở phía bắc sân và các cầu thủ chia làm hai là ở phía nam sân. Mười hai đội tuyển chúng ta đứng trước vạch 3m để làm các cầu thủ chia đều. Mười hai đội tuyển. Quay bên ta thôi. Quay bên ta thôi, đẹp. Nhiều phát lại là tượng tá tấn công luôn này. Bóng nó bị tạt thôi. Ê, nhìn nhiều rồi, cái bóng kia nè. Nghe chơi. Cái bóng kia đến thân trả nhỉ. Về bán thịt lợn đi. Thân trả. Em vẫn này. Bài xe nữa à? Con đâu? Yêu cái con nhỏ bằng Linh. Ơ, bút vào đây. Má là tiền, bút đi hổ tiền vào đây. Nhìn được cái tiền đồng hồ mắt bút thì cái giấy rồi. Đều cũng thua mà. Lần này tôi không hài chán. Một quy mô sắc nữa. Rồi, thưa quý vị, như vậy là trận đấu thứ nhất. Đang sắp được bắt đầu nên thì hai cầu thủ của hai đội tuyển đứng trước vạch 3m. Các cầu thủ đứng trước vạch 3m thì chúng ta. Rồi, mời hai đội tuyển vào gặp tất cả nhau trong cách chúng ta bước vào thi đấu. Mời hai đội tuyển vào khi đã chạm là bắt tay. Và cảm ơn các quý vị tất cả. Bắt tay đi. Và bắt tay rất người lực. Thay rồi. Rồi, như vậy là thủ tục bắt tay đã xong. Con làm cá người bật nhất. Thảo hoàn mắc. Rồi, quyền phát bóng ở trận đấu thứ nhất thuộc về trung đoàn 2. Mình còn sắp xếp cất máy ảnh đấy đúng không? Thật. Em cảm thấy lo lắng về cái máy đi. Chứ như có lấy viên gạch kề vô. Kề quay tay thì nhớ ngay. Bóng có tung tung bản. Hôm nay trong trận đấu vòng loại trận thứ nhất hôm nay chúng ta rất vui mừng là có các đồng chí trọng tài truyền hình trung ương về trực tiếp quay lại đây. Linh ơi, hai lên cái cổ. Rất đông. Đang khó ăn à? Một không. Khó ăn này nó đập ra ngoài. Và bắn tốt. Mê đê. Rồi. Đánh có 3 chứ nhỉ? Đánh cho mì có tùy với Vân, với Thành của ta thắng hơn Vân. Lý nó mà khinh tao nữa. Mua hạt chì. Rất tốt. Không được rồi. Điểm tốt cho chi đoàn 4, 2, 1. Tốt lắm em ơi. Hoàng cốc lên rồi. Còn không, bắt con. Rồi. Đi đi. Bắt con đây. Đức bóng lại bắn rồi. Đức ra ngoài đi. Và rất tích điểm từ phía vào đây của sao
đi mô hả? Đi có đánh bóng chuyền gì chưa tao thông báo hả? Khi đi kiểm tra phong bì lên để ủng hộ đoàn. Mà ta cái bộ hộp đoàn đấy thầy. Tú đi á. Tôi không thấy thông báo gì cả. Chưa mới thông báo đánh bóng chuyền thôi. Bác thấy chú đã thắm Tết được kia mà. Bác được cái gì? Bác được uống một hút ngày 4 lon. Hay! Liếm luôn em ơi! Hay lắm! Hải ơi! Nhìn răng đang bó thôi đỉnh cao. Hải nhìn nứng lên rồi á. Thời đỉnh cao mình đã bóng chuyền toàn diễn. Thời đỉnh cao à? Ê! Đánh bữa mày! Quả lưới thôi! Quay có bên trong ta không, quay bên đi mặc bộ đồ không có phong cách mấy. Quay theo cái bóng đấy có micro tao bình luận. Thôi bình luận anh. Thái có tắt có đấy mà. Mày cứ bắt Huy nữa nè, tôi cho mày say luôn. Tôi say mà đánh mua. Mày đánh nhỉ? Ngu như tận 30 mới đánh nhỉ, mày ngu gì ấy. Mày đánh nhớ nổi rồi đã Tết mùng 2 mới rồi đấy. Mình ngây à, có lịch cái này. Có lịch cái này. Đánh mùng 1, hay là 16 này. 7, 2, không đánh. Ờ tần ơi, mùng 2 mới đấy. Thật đúng rồi, mì không có tao có mì tất nhiều lâu rồi. Nghĩ thảo hùi, thảo hùi. Chưa qua lưới. Điểm tiếp cho kinh đoàn 4, 8, 2. Thảo đánh ra đây. Không kịp rồi, đổi ra đi là 2, 3, 8. Hảo ơi, lấy đây em đi rồi. Nhịa tráng mô, tráng mô. Còn mô chỉ cần thắng Tân Phong 2 đi, hồi thủ Tân Phong ở Tân Ninh là được rồi, không cần nữa. Cho tao miếng không? Đẹp tái lắm. Khỏe. Cất cái đồ bỏ ra đi. Đánh mà chí mô. Tao được. 10, 3, 2, 3. Biến đi Vân ạ. Mày khi cần đừng kêu nhìn nhé, nhưng khi sau ấn nó quá kịp đi, không kịp rồi. Điều này nữa mà tao lo. Tao ra mây.
Bắt tay rồi. Quá rồi. Không đấy. Sử cái đi đoạn 2. Tốn đề bốn. Tiếp theo đi đoàn 2, 5, 11. Như vậy là cơ hội đang trở về với đi đoàn 2. Điều là các cầu thủ chúng ta cố gắng lên. Đổi 12, 5. Cứ bóng ra sân là ăn thôi, không cần nhiều vô. Không được rồi, bóng không qua. Điểm 13, 5. Con cố của mình. Ờ, đúng rồi. Nói cho cứng hả? Ờ, chào gì đâu ơi. Không qua, đổi cho đi đoàn 2, 6, 13. Không. 30 30. Phạm lỗi 10 15. Cái vậy là pha bóng vừa rồi các cầu thủ ở dưới kia đoạn 4 phạm lỗi. 10 15. Ngắt đi, ngắt đi, ngắt đi. Anh tống đi nữa. Hồi lên sau. Con ngắt rộng như thôi.
Rồi đánh xong không qua. 12, 15. Bắt đi. Khi này lâu rồi mà. 13, 15. Như vậy là các cầu thủ của chi đoàn 2 đã đội được trong. Có thể nói là cầu thủ cố gắng rất lớn từ phía các cầu thủ của chi đoàn 2. Điểm số bây giờ đang là 15 đều. Hay lắm. Đổi 16, 15. Điểm 17, 15. Đánh bóng ra ngoài. Tay một tay. 18, 15. Đẩy ra ngoài, đổi như là 2, 16, 18. Hay lắm. Bỏ bóng rất xuất sắc. Điểm đổi 19, 16. Các bóng không qua, đổi cho đơn vị bóng 2, 17, 19. Bóng không qua, điểm tiếp cho chi đoàn 2, 18, 19. Rồi như vậy là phong trào tạm lắng, phong trào lại lên. Lại 39 đều, vỗ tay. Cảm ơn, rất cảm ơn tinh thần thi đấu của hai đội. 19 đều. Không ngoài. 20, 19. Tốt tay rồi. Rồi, sai đi rồi. Bỏ tay ra. 21, 19. Nếu rửa trật rồi. Quân thái tứ thì dùng với lên rồi. Thái tứ xâm ba mà. Các bóng ra ngoài. Đổi 20, 21. Thảo Đạo Quang. Được giải trí hay không? Bút sâu. Chết.
chúng ta đi ăn ít thôi để mình Tết. Rồi gặp bọn chim anh, nhưng mà cái này là bên ta khi là muốn tập mới đổi cho như là 22 21. Thật to, kèm rất chặt. Thay quả. Không quả. Không 23, 21. Rồi, như vậy là chúng tôi thấy ở nhân dân phía Nam đang bốc lửa. Ôi lời ra không quả. Rồi, 22, 23. Thả ơn một ít mà. Biết mà. Quay. Rồi. Thế nào đây? Rồi. 24, 22. Chị thảo ơi. 24 rồi đây. Mượn mic cho cại đấy rồi. Đều đi, đều đi. Hay lắm. Mi trông con lấy đây cứt tí nữa. Mi có vụ tân linh em tình rồi, nãy cho biết. Không đồng rồi. 25, 24. Giải đắng. Bảy là thịnh đá. Đi bảy cho ai đắng thế nào? Người có thấy một đánh không? Đánh một lươn không? Khi đoàn 2 có sản xuất được không? Người thấy một đánh một lươn. Quay. Quay. Rồi. Đây giữ tay đánh chung kết này. Này nó hô tên mà không hô tên nữa. Lấy thuốc này mời xào xáo này. Em nghĩ tới số cái rồi. 164 này. Thích cơ mô. Mạt em vẫn. Đây là chúng ta vừa đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Coi phạm lỗi rồi. Hello. 1-0. Go lên, chào mừng go
lên. Vô ta nên người ta đánh mấy bà. Cô có vụ chứ? 1, 2, 0. Đây, anh Phương ơi, giờ tay sai rồi nhá. Tay mơ hả? Để chờ, chấm chưa? Sáng mai mới xuống rìa được bữa rồi. Rìa cái đồng kỳ mà hết cái đồng này được. Hết có. Sáng mai xuống rìa được bữa, quá rìa được. 1, 2. Thôi em được bắt đúng không? Anh Linh, đi đi. Đúng không? Đúng không? Tại vì Tết nhất rồi. Bắt đầu. Rồi, bắt đầu xong rồi. Hai đứa, hết rồi. Bình tĩnh cho lại ơi. Quyết liệt. Chúng ta được nhiều mà. Thôi, thôi, thôi. Thôi, ôi thảo công à vậy? Hãy bóng lên qua. 1, 3, 2. Ôi, ông đánh à? Đây đúng rồi. Rồi, đợt bóng lại, không qua, đổi ra đều. Cố lên. Bắn bóng lên. 4, 3. Ô rồi, chung chung. Tổ tay không được. 40. 21. Nhanh, đổi với quy đoạn 2. Điểm số 40. Như vậy là dàn cầu thủ mới của năm 2017. Như vậy là hiện nay đã quen thân. Rồi, bỏ bóng thứ nhất, đổi 5-4. Bóng công thân, đứt thay 6-4. Chàng thì hắn có nhận cưới rồi đây này. Dính bóng rồi đây. Dính bóng đi. Alo. Chưa qua lưới. Chưa qua lưới. Rồi, trọng tài chấp nhận rồi. Chưa chạm tay mô. 7-4. Ra mồm đấy. Rồi, đánh cái sòng vòng mô. Thôi ai được mấy vô đi không? Lớn rồi. Không kịp rồi. 1, 8, 4. Rồi. Bình tĩnh. Hay lắm em ơi. Rất hay. Đó đi. Bỏ rồi. Kịp không? Còn rất đông quá. Đó. Rất hay. Có gì nói. Rất quá. Đổi cho chưa đoàn 2, 5, 8. Rất đấy. Người giữa thì mình răng mà nỡ được. Anh Vinh 1 tấn. 1 tấn hả? Anh ơi, có đánh anh. Mặc đồ vào đấy nhé. Anh vô đánh anh. Ai kiểu đúng vô đây đổi ai được. Này có 3 lần nữa. Điểm cho tư đoàn 2, 6, 8. Ôi.
phạm lỗi rồi. Phạm lỗi từ phía kỹ đoàn 2 đổi cho kỹ đoàn 4 kỹ 6. Tân Phong cai vẫn dẻo á, mà không cai được đá mà. Cái mồm của thầy Tứ này vừa. Quả cái bình này. Hay lắm anh ơi. Điểm 10 6. Thế là thật là đến này Hải không chưa khi mà đánh với đổ của ta nó không hợp cầu đâu. Anh cứ quên bên tên nhưng mà anh biết ta không. Còn không đánh được. Hải đánh bên tên, đánh với đổi rồi. 11 đánh được cực luôn, có coi video mà. Mà đánh với ta là chưa không hợp cầu này. Thôi, xin Hải ơi, xin Hải ạ. Tao mới ăn 5 bát, ăn 8 bát thì rứa rồi. Này quên đi, từ nay chỉ nói đi ra một đây. Ai bữa bữa mà đào cưới trong đây, có 7 rưỡi, 7 rưỡi kia lên. Mấy khi đưa tháng đây, 7 giờ sáng. Cho bà nó chiêng, bà giấy nó nói. Bắt đầu 7 đến đây. Không, chấm đi, chấm đi, chấm đi, chấm đi, chấm đi, 8, 11. Gọi được 2 bài hạ chưa là không hay. Chưa là 2 bài đồng hồ với là anh chị chơi còn 2 bài đồng hồ. Bắt không qua, đổi 12. Anh chị ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, gắt đi, lên đi, lên nhầm rầm ấy. Phát bóng phải đổi cùng 12. Tao lấy chồng, chồng nấu dậy sớm. Cười lên em. Hai phát bóng ý 12. Tỉnh lết nó không biết tăn lắm quá. À, 7 giờ đóng dậy mà quá là lâu. Cơ khí đêm ăn là con gì cũng phải hay. Đổi 13 ý. Từ xuống mình. Quân đánh mà lên nữa dẹp. Rất nhiều hết trận luôn. Mà dù có 3 trận nữa đánh cái 3 hiệp rồi đó. Đánh kiểu lắm thua được mấy lời thôi. Hay lắm, đánh. Đánh không đẹp. Ôi, đánh không đẹp. Nhưng mà trọng tài là bỏ quân phạm thôi. Ôi, phạm 14, 9. Rồi, bị lỗi. Rồi, chúng ta rất là vui vẻ, bị lỗi. Sai sửa. Mười lăm chín. Quay cả hai nơi nhỉ, quay hai nơi hả? Nóng tay rồi đó, nóng tay rồi đó. Quay hai nơi chỉ đôi hình bến áo xấu, không đồng đồ. Chết rồi. Ai bởi tay. Ôi chào ơi, chào ơi. Lành ạ. Ôi chào. Rồi, lên chơi đi đẹp phát rồi. Mười, mười lăm. Thảo, cái hồn này, Thảo, cái hồn này. Ôi, quá chứ thật. Anh Toàn đắp máy hả? Đổi, mười sáu, mười. À, đào đi Hà Tĩnh không, trật. Có số ảnh không bay? Không. Cái nước để đâu đi? 16, 10. Yeah. Vừa qua. 17. 10. Chạy vội đấy. Mình tình yêu mình xong chưa?
Đổi thì đơn vị của anh thì phải tầm ngày mình tập. Ôi trời. Đổ tiến liền. Đổi điểm quyết 12-12. Ăn bây giờ. Đóng vào. Đổi 13-20. Thế mà bên thì ăn mê mổ của tay. Thật đúng mày có bờ tường nha, nhà trường không lại lật ghế thật khổ khổ. Vân ơi. Ngồi xuống lật ghế, ngồi xuống lật ghế. Hay lắm mày ơi. Hay lắm. 21 13. Đây này, bốn nhà rồi. Cho Thuần có đôi để cơ kiếm Thuần coi khi mô mời nhóm ra thế hả? Này vẫn thiếu cái khoản mời nhóm á, các thế ạ. Qua lại đây. Rồi rồi. 22, 13. Em đi. Rồi, hay lắm. Rồi, hai ba rồi, hai ba rồi, cắt đi. Cắt là mình ngu đâu lên, cắt là đủ. Không biết. Phòng chính mời cho thôi họ đi. Đấy rồi, đang cắt, đang cắt đầu thôi. Hai tư. Còn mình đấy. Chúng ta hãy uống nữa. Lên. Là bốn năm bằng bị ngố. Và chúng ta là bắt đầu làm lại từ đầu hình của ta. Công lý. 14 24. Hết là con tô 10. Lý Long. Lý Long. Đi phóng. Thôi. Hết xe đi. Nhìn nhận cho ta mặc đồ đẹp ấy. Mặc có tỏ cả. Ôi trời sao ấy.
Như vậy là tỷ số bây giờ đang là 1-2. Chẳng yếu đây họ yếu đây họ yếu không cái gì đâu mà đây sao kem đen đen mày đâu rồi nhân đôi toàn đom đầy dao rồi thôi mày có thả ấy mất nên là mày cứ phải nắm đi ơi. Nước anh ta thì nói xong tích 10.000 đấy. Một đứa tiền đứa cái đi tập theo luôn. Ừ đau nhốt đánh đau ý, mắc nhẫn đau ý. Không, chật lắm thật á. Cái chắc cái bàn đi tao cũng phải chắc mà đau ý. Đau thế đấy, thế này không quay ra được. Ghi cháu ghi rồi không ạ? Alo mi tìm nữa tí, còn nắm cho chiều tao alo mi. Thế tiếp đi mà có ai chào không? Đi với hoàng người ra, mà không được máu mà mình coi đây mà. Có ai chào không? Quên được ạ. Đòi rồi. Dăm 10 triệu là hoặc trả 2 triệu, có 10 triệu hoặc trả 2 triệu. Đúng rồi, anh được. Đúng 10 triệu hoặc trả 2 triệu. Tao chưa đi chợ Tết mà mấy một người ăn rồi thôi. Cái đi mặc của mình thì đẹp. Cô hái cấy hoàn toàn. Được cấy nửa thảo mù. Đeo đây. Quên. Thưa quý vị, chúng ta hướng về sân để tiếp tục cuộc chiến đấu thứ ba, trận đấu quyết định cho trận thứ nhất chiều hôm nay giữa hai đội tuyển đóng 2 và đóng 4, tỷ số đang là 1-1 dành trên hai đội. Anh nghĩ tầm một. Điện anh cho ai? Hả? Điện anh cho ai? Điện anh nhỉ? Là anh lực ở tuyến kỳ hợp mà nói có vấn đề đánh là trận sau thôi. Thì trận sau còn thì tái. Nói chung là đất sau đánh xua được. Không có quan trọng. Đất sau ta đánh. Vô bữa sau ra đánh. Vô vòng nữa ta đánh. Đánh sau đánh như đèn cho quen tay mà sao đánh tiếp thì ra được đánh à? Ra có lẽ mùng 2 đấy. Mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết. Đây là đoàn đánh tới là mùng 2 Tết mùng 2. Tết mùng 2. Ta. Tập quân xung điểm và chúng ta quân sản thi đấu. Dạ. Dạ. Làm hết rồi. Dạ, chuyên làm đánh từ từ năm đánh trước ngày có bốn năm thôi. Đang phải đánh trước vài ngày rồi. Tổ chức một quá. Để cái nốt để nói lại bên này. Cố lên. Rồi, áp đá. Đây là. Đánh bóng lên. Rồi, 1-0. Nó đánh còn không có ý định gì cả. Không có ý định gì cả.
Tập bóng kết đổi 2-1. Bắt bóng dính được không? Ấy ơi, quá điểm. Ê, qua đây. 3-1. Hồi về báo mà tước đoàn. Đoàn này tổ chức cái Tết âm. Đổi 2-3. Hải huệt huệt mà khán giả chết tụt cũng hải hoán đi hù hù mười khán giả chết tụt.